giờ ngài đại trung đường rồi. Dạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Con cùng thỉnh quý ngài chứng minh Nhật Quỳnh, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Sam ghe ca mê cha rụ bê ghi đi si kha ra ta tê chan ta lịch khê vi mạ nê đi bê sa thê cha gà mê ta rụ và nà gà hà nê ghê hà hoa thụm hi khê tê phụm ma cha danh từ đệ qua cha ra tha la quy sa mê dạt ca gánh tháp bà nà gà tê thanh ta san tị ai văn mu ni và ra và cha năng sa tha bồ mê su nan tu tham ma sa na wa ca lo a yam pha đan ta tham ma sa na wa ca lo a yam pha đan ta tham ma sa na wa ca lo a yam pha đan ta Nam mô Tát Sa Pa Ga Qua Tô A Ra Hà Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Qua Tô A Ra Hà Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Qua Tô A Ra Hà Tô Sa Ma Sa Bồ Đà Hà Sa I Ti Bi Sơ Pa Ga Qua A Ra Hằng Đức Thế Tôn hiệu A-ra-hăn, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Sam-ma-sam-buột-thô, Đức Thế Tôn hiệu Sam-ma-sam-buột-thô, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng, chánh giác từ Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vicca Charana Sambanno Đức Thế Tôn hiệu Vicca Charana Sambanno bởi Ngài trọn đặt ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hành. Sugato Đức Thế Tôn hiệu Sugato bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bậc sanh bất diệt đại niết bàn. Lô Ca Quý Đu Đức Thế Tôn hiệu Lô Ca Quý Đu bởi Ngài đã thông suốt tam giới Anuttaro. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi Ngài có đức hạnh không ai bị. Bodhisattva-ma-sa-ra-thi Đức Thế Tôn hiệu Bodhisattva-ma-sa-ra-thi bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sa tha đê qua man sa năng Đức Thế Tôn hiệu sa tha đê qua man nu sa năng bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loài. Bụt thô Đức Thế Tôn hiệu Bụt thô bởi Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phagawati Đức Thế Tôn hiệu Phagawa bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nạp thì mê sa ra năng anh nhân bùa thô mê sa ra năng quả răng ê tê na sát cha quát chê na hô tú mê cha già mặn ga lăng Sakhato Khagawata Khẩm Mô nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm Mô là pháp thánh có chính hàng bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Obanajiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Ba chạch tăng quê đi tập bơ huynh như hi tí là pháp mà ca hàng truy tệ nhất là bậc thượng tri được biết được thay từ nơi tâm.
Na khi mê sa ra năng anh nhân thẩm hồ mê sa ra năng và răng ê tê na sát cha quát chê na hồ tù mê cha giá măng gà lăng Sipati bạn nô khá khá quá tờ sa và cà sẵn khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chinh chắn y theo chánh pháp. U chư bát tiết bản nô phá ra quá tô sa và ca sanh khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chinh chắn y theo thánh pháp. Nhà dập bát tiết bản nô phá ra quá tô sa và ca sanh khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dư khỏi các sự thống khổ. Samicipatipanno Phagavato Sawakasangho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tuệ và đi đăng chatta di bodhisa yoganic tăng niệm điểm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đạt đạo cùng quả tu đà hoàn, tăng đã đạt đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a la hán. Atha buddhisa phục gala tăng nếu đếm triệt thì có tam bậc. Tăng đã đặt đạo tu đà hoàn, tăng đã đặt quả tu đà hoàn, tăng đã đặt đạo tư đà hàm, tăng đã đặt quả tư đà hàm, tăng đã đặt đạo a na hàm, tăng đã đặt quả a na hàm, tăng đã đặt đạo a la hán, tăng đã đặt quả a la hán. Ê sa pha ga quá tờ sa và ca sẵn khô chữ tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu na y vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tịnh thế ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hành. Ba hu na y vô các ngài đang thọ lãnh của tịnh thế mà họ dành để cho thân quyền cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đặng khi nay vô các ngài đang thọ lãnh của tịnh thế tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha đi ca ra nị vô các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuột ta răng buốt nha khẹt tăng lô ca sa tích các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Na thì mê sa ra năng anh nhân sẵn khổ mê sa ra năng và răng hệ tề na sát cha quát chê na hô tu mê cha già măng ga lăng quanh đa bị chê tí văn sầm bằng sắp ba tha mê sư bình thi tăng xa đi đi ca tha tu ma ha bô thiên bô tha rũ băng sa ca lăng sa ta. Con xin thành kính đành lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lại dạy tỏ tường năm điều quan tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tranh thoát đang an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình ta thọ quả bao phận minh cơ thành. (Cười)
sa bê sa ta a vê ra hôn tu su khi ta hôn tu nhiệt dục khả hôn tu ập dạp bạch cha hôn tu a rô ga hôn tu sam bà tỷ hà sa mê chanh tu su khi a ta năng ba di ha ran tu đục khả bà ta cha nhiệt dục khả pha dạp bạch ta cha nhiệt và a gia sơ khả bà ta cha nhiệt sơ khả hôn tu sa bê bi ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lương, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được tụ đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha Giá và con thành kính đảnh lễ chư công đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắt bạch để thọ trì bát quan trai giới ạ. Bữa nay là ngày 14 ở Việt Nam ạ. Uka samayang pante visum visum prakana thayati sarane na saha thang ke samang na ke tang ubo sa tang yama bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dọng bi ma văn hoành tê vi sum ra ca na tha gia ti sa ra nê na sa ha a thăng ga sa măng na ga tăng u bô sa thăng gia cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta tỳ dậm bi ma văn hoành tê vi sum ra ca na tha gia ti sa ra nê na sa ha thăng ga sa măng na ga tăng u bô sa thăng gia cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ bây giờ thì cũng thấy chưa có ngày trở lại đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua Đó. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chanh biến tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua Đó. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chanh biến tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua Đó. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chanh biến tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt ông Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Khổng măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đột tịch giảm biết bụt ông Saranang Gacchami,
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Đồ Tỳ Giảm Mi Thọm Măng Sa Ra Năng Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Đồ Tỳ Giảm Mi Sẵn Căn Sa Ra Năng Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, Đồ Tỳ Giảm Mi Bụt Thọm Sa Ra Năng Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tịch Tỳ Giảm Mi Thọm Măng Sa Ra Năng Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần ba, Tịch Tỳ Giảm Mi Sẵn Căn Sa Ra Năng Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, Manatibhata Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự sát sanh. Adinadana Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự trộm cắp. Aramacharya Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự thọng dâm. Musawada Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng ạ. Vikala Pochana Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự ăn sai giờ. Nakya Kita Qua Đi Ta Vi Thu Kata Sanna Ma La Gan Tha Vi Lê Vá Na Tha Ra Na Măng Gà Na Vi Phu Sa Đa Tha Na Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự múa hát thổi kèn đờn. Xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dời phận và đeo trạng hoa. Uột cha sayana maha sayana Vairamani Sikhapadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng a thăng ca sa măng na ga tăng bồ tháp bần nhã tăng u bồ sa thăng y măng cha ra tinh y măng cha đi qua sanh sầm ma đề qua a thi ra khi tum sầm ma a di ya ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tam điều của Đức Phật ca giáo truyền. Hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch tròn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày hiện nay. Uttamang ghê na quanh đê hăng Ba đà phẳng sung qua ruột ta mặn buộc thầy vô Khà đi tổ đô sơ buộc thô Khà mà tu tăng mà măng Uột ta măng ghê nào quạnh đê hăng Thẩm anh cha đưa vị thăng và răng Thẩm mê vô khà đi tổ đô sơ thẩm mô Khà mà tu tăng mà măng Uột ta măng ghê nào quạnh đê hăng Sẵn khanh cha đưa vị thô ta măng Sẵn khê vô khà đi tàu đâu sâu sằng khô khăm mặt tu tăng mà măng Nam Mô Bụt Thầy. Dạ,
Dạ, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh được quan năm vào đạo tràng. Dạ, con kính bạch với sư, ngài Trí Đức bị trục trặc như thế nào không? À, lúc nãy mở room mà sao giờ ngài không có vào đạo tràng được nữa hay sao á, nên con đã thọ các quan trai giới và sám hối rồi. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Sư có cầm mic cực giờ không? Sư được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sanh Gà Giá. Phật Quật Tu Sắp Bà Măng Gà Lăng Rạc Khanh Tu Sắp Bà Đê Vô Ta Sắp Bà Bù Tha Nụ Vá Vê Nên Sơ Đa Sô Thê Phật Quân Tu Thê Phật Quật Tu Sắp Bà Măng Gà Lăng Rạc Khanh Tu Sắp Bà Đê Vô Ta Sắp Bà Thầm Mà Nụ Vá Vê Nên Sơ Đa Sô Thê Phật Quân Tu Thê Phật Quật Tu Sắp Bà Măng Gà Lăng Rạc Khanh Tu Sắp Bà Đê Vô Ta Sắp Bà Sang Gà Nụ Vá Vê Nên Sơ Đa Sô Thê Phật Quân Tu Thê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì rảnh người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học và định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, động vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thủ đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức từ bi hoan hỷ quan năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được họ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng với anh chị em đạo hữu đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và họ trì bát quan trai giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama trọn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Thầy Giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Và một lần nữa con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình mến chào Thi Lâm, kính chào chị Meta, mến chào Trang Thư, kính chào Sức Hiền và kính chào Lập Y, mến chào Tâm Pháp, kính chào Phật Pháp. Dạ, kính chào và một chính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình
đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được thượng tọa pháp thanh cho học bài học ngày hôm nay là kinh Tương Ưng chương 1. Tương Ưng chư thiên phẩm 1 cây lao bài 10. La Mã dạ phẩm cây lao rừng núi 10 rừng núi dạ Nam Mô Bích Tha dạ dạ con kính tri ân sư. Nam Mô Bích Tha dạ Nam Mô Tham Ma dạ Nam Mô Sân Kha dạ Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Đà Ha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Đà Ha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ vọng đặng nhờ ánh sáng chỗ hà đành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn khổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Trước khi con thỉnh sư cho chúng con nghe bài pháp ngày hôm nay, dạ con xin phép được đọc chánh kinh trước ạ. Mười La Mã rừng núi đứng một bên bị thiên ấy nói đến bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thường sống trong rừng núi bậc thánh sống phẩm hạnh, một ngày ăn một buổi sao sắc thọ thù diệu. Thế Tôn, không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại. Do vậy, sắc thù diệu, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn. Dạ, con đang đọc lại câu này. Nên kẻ ngu héo mòn như lao xanh rời cảnh. Nam Mô Bích Tha nhá. Dạ bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhá. Dạ sư có nghe được âm thanh cho con xin một tín hiệu. Dạ sa thu. Nhục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quát. Con kính dân bích đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Ga Giá. Và trước khi vào cái thời chia sẻ Phật Pháp, xin cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý Tôn Nữ và quý Phật Tử lắng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam Mô Ta Sa Phật Ga Va Tô Va Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo
Phật bảo rảnh vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc: thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là phước điện của chư thiên và nhân loại, do phước báo tán dương ân đức tăng bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và quý phật tử khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiệt sự trong đời sống hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đọc cái phần chánh kinh. Thì trong cái câu thứ 10 này, rừng núi, ở đây một cái lời dạy Đức Phật nó hết sức là cô động. Thì sư sẽ giải thích để quý vị hiểu được cái ý nghĩa thời dạy của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng đó, trong cái đời sống thì thường thường đó, thì phàm nhân thì người ta thích sống ở những cái nơi đô hội, ở thành phố. Thì nếu mà sống ở trong thành phố, ở những cái điều kiện người ta mới có thể dễ dàng sinh hoạt, rồi buôn bán hoặc là làm lụng những cái ngành nghề để sống với nhau. Ngược lại đó, thì đối với những cái vị mà Sa môn, Bà la môn thì sao? Người ta từ bỏ những cái phồn qua đô hội để tìm vào những cái chỗ núi rừng để an tịnh để mà tu tập. Thì hai cái đời sống nó hai khía cạnh khác nhau. Thì rừng núi ở đây đó là chỉ cho những cái nơi yên tịnh, chứ không phải là cái thật sự là phải vô trong rừng núi. Rồi rừng núi á, thì quý vị biết rằng là cái nơi á, mà nó có thể dung chứa những cái con vật to lớn. Thí dụ như những cái loài thú mà lớn như là con voi hay là con tê giác. Những cái loài này thì nó cái thân hình nó to lớn, cho nên là nó phải ở những cái nơi mà rộng rãi. Thì những cái bậc cao nhân với cái đức hạnh to lớn thì người ta không thể nào mà ở trong những cái nơi hạn hẹp ở trong gia đình được, ở trong những cái hội chúng mà nó còn nhiều phiền não. Cho nên là đối với các cái bậc mà xuất gia thì các ngài phải đi đến những cái nơi thanh vắng. Thì trong kinh quý vị thấy rằng những cái thời kỳ mà không có giáo pháp, không có bậc chánh đẳng chánh giác, thì các vị đạo sĩ xuất gia từ bỏ cái đời sống thế tục, cũng sống nương tựa vào núi rừng, hay là hoặc là cái vị mà có duyên lành, cái chí nguyện trở thành Phật độc giác, thì các vị này đó cũng tìm đến những cái hang núi ở trong vùng Hy Mã Lạp để mà tu tập. Cho nên đó, là chỉ có những cái nơi thanh vắng, những cái rừng núi thì mới có thể là cái nơi nương trú của các cái bậc xuất gia.
À, rồi quý vị thấy rằng đó, rừng núi, hay là biển, biển lớn cũng vậy. Biển lớn thì mới có thể dung chứa được những cái con kình ngư, những cái loại mà cá mà nó lớn đó, thì nó phải sống ở ngoài biển, chứ không thể nào mà nó sống ở những cái sông rạch được. Rồi rừng núi, biển lớn thì sao? Nói có những cái gọi là chứa những cái vật quý giá. Ở trên rừng, trên núi thì có những cái động vàng, rồi kim cương, những cái loại đá quý. Hay là ở dưới biển thì nó có những cái trân châu, san hô, mã não, nhân dân, dung chứa những cái vật quý giá ẩn tàng ở ở trong rừng, trong núi hay là ở dưới biển. Cho nên á, là cái rừng núi hay là cái biển ở đây nó còn chỉ cho về cái pháp. Chính nhờ các cái bậc xuất gia từ bỏ cái đời sống hạn hẹp ở trong gia đình, trong xã hội, khi đi vào rừng núi, đi vào biển rộng, rồi thâm nhập vào những cái pháp cao siêu, mà từ đó các ngài tu tập để trở nên những cái bậc thánh thiện, những bậc thiện trí thức, trở thành những cái bậc giải thoát khỏi cái thế tục. Nhưng mà cái thời buổi hiện giờ đó, bây giờ mà nếu mà mình muốn tu tập, mình đi vô rừng núi thì bây giờ nó rất là khó. Thì quý vị thấy không, mới vừa rồi đó, cái rừng mà Amazon đó, bây giờ là họ tàn phá không thương tiếc, mạnh ai nấy đốt rừng để mà khai khẩn, để mà làm trồng trọt. Cho nên là những cái tai hại nó đem đến, thì chính nhờ những cái sự tự nhiên của rừng đó, nó quá giải đi các cái khí carbonic, nó cho cái oxy để mà duy trì cái sự sống. Nhưng mà vì cái lợi ích, mỗi người chỉ nghĩ cái quyền lợi riêng tư, mỗi người thì nghĩ cái quyền lợi riêng tư cá nhân của mình, rồi mỗi quốc độ đó thì cũng vì cái lợi lộc, cái quyền lợi riêng tư của cái đất nước mình, cho nên là mạnh nay nấy khai thác một cách vô tội vạ. Cho nên đó, tại luân hồi đó, bây giờ chúng ta phải sống trong những cái điều kiện hết sức là khắc nghiệt. Khí hậu, thời tiết mỗi ngày một nóng bức, mỗi năm thì cái nhiệt độ nó càng tăng cao, rồi bão tố, rồi gió lốc cuồng phong, thiên tai lũ lụt càng ngày nó càng nhiều. Vì sao? Khi mà nó thiên nhiên nó mất quân bình, khi mà nhiệt độ nó càng tăng á, thì nó làm cho những cái băng ở vùng cực, Nam cực hoặc Bắc cực, các cái băng nó tan nhanh. Mà khi mà tan nhanh như vậy đó, nó tác động đến cái vấn đề thời tiết. Cho nên á, là những cái trận bão càng ngày nó càng nhiều, mà sức gió, sức tàn phá là càng ngày nó càng lớn. Rồi chính vì chúng ta đó, chúng
chính vì chúng ta không có hiểu, chúng ta tự mình hủy hoại lấy những cái thiên nhiên, thay vì chúng ta phải duy trì, thì chúng ta hủy hoại, chúng ta sống càng lúc mà thỏa mãn những cái nhu cầu vật chất cá nhân của mình, mình không nghĩ đến những cái tác hại. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta không hiểu biết Phật pháp, chúng ta sống để cho phiền não nó sai sử, thì chúng ta cứ muốn thỏa mãn những cái tham muốn của cá nhân mình, mình không nghĩ gì đến những cái người xung quanh. Cho nên đó là những cái người mà mặc dù là sống ở trong xã hội, nhưng mà sao họ không có được an vui, bởi sao họ cứ than vãn việc đã qua. Những cái việc mà đã qua rồi đó, thì than vãn rồi sao suy tư tính toán những cái việc sắp tới, cứ mãi sống như vậy. Cho nên cái tâm tư lúc nào nó cũng trong cái phiền não. Mà một khi mà cái tâm tư mà phiền não nó bao trùm đó, thì dù cho cái người này có ăn ngon những cái chất bổ dưỡng như thế nào đó, thì cái dung sắc họ cũng không có được tốt đẹp. Bị sao? Tối ngày cứ rầu lo, trời ơi, không biết cái công chuyện sắp tới như thế nào, thế này thế khác, bận biệu lo toan, lo cho bản thân, rồi lo cho gia đình, lo cho công cái việc sinh kế, ăn uống đủ thứ hết. Cho nên á là do cái nội tâm nó bị phiền não xâm chiếm, thì bây giờ là dù cho những cái thức ăn có cao lương mỹ vị, loại cứng loại mềm gì đó, thì ăn thấy cũng không ngon, mà ngủ thì cũng không yên, vì cái tâm tư nó bị phiền não xâm chiếm tràn ngập chế ngự. Cho nên là người ta sống trong cái khổ. Trái lại thì khi mà các cái vị mà xuất gia, nếu có cái tâm xả ly, sống đời thanh bạch, chấp nhận với những điều kiện tối thiểu mình có được, nhưng sống nương trú vào pháp, thực hành pháp, làm tăng trưởng các cái thiện pháp, xả bỏ diệt trừ những cái phiền não, những đoạn trừ ly dục, ly các ác bất thiện pháp, rồi thanh lọc tâm, thanh tịnh, thì dù cho những cái vị này đó sống ở những cái điều kiện tối thiểu, thí dụ như chỉ có mà những cái cốc liêu, hay là hoặc là dưới cội cây ngôi nhà trống, ăn một ngày một bữa, nhưng mà nỗ lực tu tập sống thuận theo thiên nhiên, sống thuận theo tự nhiên, sống thuận pháp tùy pháp, thì mặc dù á cái đời sống vật chất thì nó có tương đối nó thiếu thốn, nhưng nhờ có cái sự an tịnh của nội tâm, nội tâm được an vui, không bị sự nhiệt não bức bách của phiền não, cho nên á là những cái vị đó cái dung sắc vẫn là tốt đẹp. Cho nên á là ở đây á chúng ta thấy rằng có đôi lúc những cái vật chất nó không quyết định được cái đời sống của mình, mà chính nhờ cái sự tu tập, sự
xả ly, mình sống nương tựa vào pháp, tức là mình sống nương tựa vào cái tự nhiên thì nó sẽ đem đến cái an vui hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi bám níu đeo đuổi theo đời sống thế tục, muốn thụ hưởng sắc thinh vị xúc, rồi chúng ta đeo đuổi bám níu tầm cầu, thì khổ đau nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta biết sống tri túc, sống thuận pháp, tùy pháp, mình hiểu biết cái phước báo của mình ở chừng này, duyên nó chừng này, mình sống mình thuận theo pháp, sống với cái tâm xả ly, quân bình, tri túc, thì như vậy đời sống mình nó sẽ được an ổn. Mà cái khi nội tâm mình quân bình an ổn thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc không phải là cái sự thụ hưởng vật chất của thế gian. Nếu mà ai mà bám níu đeo đuổi về cái vật chất thế gian thì cái hạnh phúc nó thật sự nó rất là mong manh. Bởi vì cái vật chất thì không bao giờ thỏa mãn được. Ngày nay mình ham thích được cái này, thì vì khi đạt được mình thấy mình hạnh phúc, nhưng mà sao nó không thỏa mãn, nó còn muốn cái hơn nữa. Thì như vậy cái sự tham muốn nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần, không có cái điểm dừng. Thành ra cái khổ đau nó sẽ bị xâm chiếm, tràn ngập, chế ngự cái nội tâm của những người mà sống chạy theo vật chất thế gian. Chỉ khi nào mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta chấp nhận sống tri túc, sống thuận pháp, sống hành xả, xả ly tất cả những cái sự chấp thủ, những cái bám níu tầm cầu, tham luyến trong đời sống thế tục, trong xã hội, trong gia đình, thì lần hồi chúng ta phát triển cái tâm của mình nó rộng lớn, quảng đại, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái đời sống an ổn và hạnh phúc. Chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui, cái hạnh phúc ở trong pháp. Mà cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái an lạc ở trong pháp thì nó bền vững và tốt đẹp hơn. Cho đến khi nào mà tâm quý vị xả ly nhờ nỗ lực tu tập, diệt trừ những cái phiền não, thì lúc đó là cái hạnh phúc nó càng bền vững tốt đẹp hơn. Cho đến khi mà chúng ta chứng đắc những tầng thánh, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, những tầng thánh hữu học, thì quý vị cũng đã được an trú trong cái bóng mát của giáo pháp rồi. Cho đến khi mà mình chứng đắc quả vị A La Hán thì tất cả những cái phiền não này nó sẽ được đoạn trừ. Thành ra cái hình ảnh mà Đức Phật nói về rừng núi ở đây đó là gì? Là những hình ảnh rừng núi ở đây rồi nó chỉ cho cái sự tu tập, cho cái pháp, những cái pháp siêu thế. Tại vì thường thường phàm nhân là họ tìm cầu những cái pháp hiệp thế, các cái pháp hữu vi. Nhưng mà bậc thánh nhân thì từ từ xa lìa bỏ các cái pháp hữu vi,
tìm đến các cái pháp cao siêu, pháp siêu thế là vô vi, niết bàn. Đó. Cho nên là cái rừng núi ở đây là cái sự an tịnh tu tập của nội tâm. Thí dụ như cái vị đạo sĩ thì người ta có thể tu tập để chứng đắc các cái thiền, các tầng thiền sắc giới hoặc là các tầng thiền vô sắc, là những cái sự an tịnh nội tâm nhờ những cái chi thiền này nó đối trị với tất cả những cái phiền não. Mà cái người mà tu tập an trú vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới, rồi hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vô sắc, thì những cái vị này là những cái vị đạo sĩ, phải gìn giữ về cái giới làm căn bản để phát triển định. Đó. Mà muốn chứng đạt được các cái tầng thiền thì sao? Phải ly dục, ly các ác bất thiện pháp, rồi phải nỗ lực tu tập mà có một cái nội tâm định tĩnh sáng suốt, thì mới có khả năng để chứng đạt các cái tầng thiền. Cho nên là những người phàm nhân thì quý vị thấy là người ta thích đến những cái nơi mà ồn ào, còn các bậc thánh nhân thì tìm đến những cái nơi thanh vắng để nỗ lực tu tập. Cho nên cái rừng núi ở đây đó là nó cũng chỉ cho các cái tầng thiền hay là hoặc là thiền tuệ, các cái vị tu tập thiền tuệ cũng nỗ lực cố gắng lấy cái định làm nền tảng để phát triển tuệ. Cho nên là những cái nơi mà để phát triển định và tuệ giống như là rừng núi, nhờ có cái sự an tịnh để mà phát triển, chứ không phải bây giờ mình thấy đâu còn rừng nữa. Rừng ở đây là bởi vì giờ nó bị tàn phá, cho nên là chúng ta tìm một cái nơi nào đó, mặc dù ở giữa trong cái khung cảnh của phồn hoa, nhưng mà mình cố gắng mình giữ được cái nội tâm mình xả ly đối với cái đời sống, không phụ thuộc vào các cái tiện nghi vật chất, không đeo đuổi theo sắc thân bị xúc, mà giữ một cái tâm quân bình. Mặc dù chúng ta sống ở trong gia đình, nhưng mà nếu mà mình có sự nỗ lực tu tập, mình gìn giữ một cái nội tâm an tịnh, mình không vướng mắc, không bận rộn mà theo cái đời sống thế tục, không bám níu vào tài sản, nhà cửa, hoặc là bám níu vào thân bằng quyến thuộc, để chúng ta có cái thời gian để mà học tập, để tu tập, thì mặc dù là chúng ta sống ở trong gia đình, nhưng mà mình giữ một cái nội tâm an tịnh quân bình, không dính mắc, thì như vậy cũng giống như là mình sống ở trong rừng núi. Dành thời gian tu tập, dành thời gian để nghiên cứu học hỏi giáo pháp, dành thời gian thực hành giáo pháp. Những cái gì không cần thiết, những cái chuyện mà suy tính hay là nhớ tưởng, trạo hối những cái công việc, thì chúng ta bỏ qua hết để giữ một cái nội tâm an tịnh ngay trong thời điểm hiện tại. Chúng ta đang làm những công việc gì, chúng ta biết, chúng ta đang
an trú vào cái hoài nghi đó, đang chú tâm vào cái công việc mình đang làm. Thì như vậy đó là không có điều kiện để cho phiền não sanh khởi. Chúng ta sống trong sự tỉnh giác sáng suốt. Thì chúng ta mặc dù là đang sống ở trong cái điều kiện xã hội tự nhiên, nhưng mà tâm của mình nó không có dính mắc. Chúng ta sống một đời sống an tịnh với hiểu biết đầy đủ, với trí tuệ. Thành ra đó, cái rừng núi là nó cũng chỉ cho cái nơi để mà chúng ta nương trú, để chúng ta có sự an ổn tu tập. Nhưng mà nếu mà rừng núi nó cũng là cái sự cản trở, nếu mà chúng ta sống trong đời sống xã hội, chúng ta bám níu vào tài sản, danh vọng, địa vị, rồi thân bằng quyến thuộc, rồi bám níu vào cái thân ngũ quẩn này, chấp níu vào bản ngã, sai lầm tà kiến, thì cái đó là nó cũng là cái cản trở. Cho nên á, cái rừng núi á, là nó cũng là cái nơi á, để mà chúng đáng cho chúng ta để lẩn tránh, để có sự an tịnh để tu tập. Còn nếu mà rừng núi mà chúng ta bám níu thì nó cũng trở thành một cái chướng ngại. Cho nên chúng ta phải hiểu biết như vậy để chúng ta có sự nỗ lực tu tập. Rồi chúng ta nương tựa vào pháp, chúng ta học hỏi, rồi phát triển những cái thiện sự của mình. Thì cái pháp ở đây là những cái sở hành tốt đẹp, những cái nhân lành, những cái nhân thiện. Rồi chúng ta học hỏi để chúng ta phát triển cái trí tuệ. Nhưng mà đó, chúng ta học hỏi rồi chúng ta phải có cái sự sửa đổi, thì nó mới đem đến cái sự tiến bộ. Còn có những người mặc dù học hỏi, thực hành rất nhiều, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự sửa đổi đó, thì như vậy cái sự học hỏi thành của mình nó cũng không có đem đến cái lợi ích. Thành ra đó, có những cái câu chuyện gọi là hài nhi mà tóc bạc. Tức là sao? Những cái người này á, mặc dù họ cũng có học hỏi về Phật Pháp, cũng có tìm hiểu, cũng có thực hành, nhưng họ không sửa đổi những cái thói hư tật xấu, những cái sự chấp thủ, rồi những cái phiền não của họ cũng còn dẫy đầy. Đụng một chút là quất ức, buồn rầu, trách móc. Thành ra đó, những cái người này đó giống như là những cái em bé còn thơ ngây. Quý vị thấy rằng á, ở trong gia đình những đứa bé nó còn nhỏ, thì hả, mà mỗi khi mà người lớn hay là nó đòi những cái gì á mà không thỏa mãn được hay sao, thì bắt đầu á là nó khóc lóc, nó dậy nảy, rồi nó mè nheo thế này thế khác đó. Thì cái người mà khi mà chúng ta là những cái phàm nhân, chúng ta chưa có học hiểu Phật Pháp, thì chúng ta cũng giống như là những cái em bé mà còn thơ ngây đó. Nhưng khi mà chúng ta hiểu biết Phật Pháp rồi, thì chúng ta lần hồi chúng ta phải sửa đổi. Chúng ta học để cho có, mà chúng ta phải chuyển hóa, phải sửa đổi những cái phiền não, những sự chấp thủ, những cái bám níu
để làm cho những cái phiền não trong nội tâm của chúng ta nó mỗi ngày nó lần hồi, nó được gội rửa, tẩy uế, rồi nó giảm thiểu. Thì đó mới đem là cái lợi ích của cái sự học pháp, hành pháp. Còn nếu mà mình học nhưng mà rồi mình còn khư khư giữ lấy, tôi vậy đó, tại vì cái tánh của tôi vậy đó, thì như vậy đó, thì cái sự chuyển hóa sửa đổi của mình không có. Thành ra đó, sao? Mình học thì mình có học, nhưng mà hành thì cũng có hành, nhưng mà mình không có chịu sửa đổi những cái thói hư tật xấu của mình. Cho nên nói về cái sự tiến bộ của nội tâm thì nó không có. Mà khi mà chúng ta không có thực hành cái hạnh xả ly để mà sửa đổi những cái thói hư tật xấu, không diệt trừ, làm cho phiền não nó giảm thiểu, thì như vậy đó, những cái ô nhiễm, những cái cấu quế ở trong nội tâm cũng mãi đeo bám chúng ta. Thành ra cái sự học, cái sự hành của mình nó không có đem đến cái lợi ích. Cho nên là chúng ta học pháp, hành pháp, để chúng ta hiểu biết, để chúng ta chuyển hóa, sửa đổi những cái thanh lọc, những cái ô nhiễm, những cái nội tâm bị phiền não đeo bám, những cái cấu quế, những cái lậu hoặc, nó tiềm miên, nó ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta. Cho nên là thường thường quý vị nghe ở các chùa sau khi mà tụng kinh, làm phước, trai tăng rồi đó, có nguyện đâu là do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Thì mình phải hiểu biết được cái câu này, tức là nhờ chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta thực hành đúng pháp, và chính nhờ cái này nó là nhân, là duyên, để cái trí tuệ chúng ta phát triển. Nhờ có cái sự trí tuệ sáng suốt phát triển, thì chúng ta sẽ đẩy lùi được những gì, những cái pháp ngủ ngầm ở đây, là những cái lậu hoặc, những cái tiềm miên, những cái triền phược, những cái triền cái, là những cái pháp mà nó bám níu, nó ngăn che cái sự tiến bộ của chúng ta. Cho nên á, chúng ta nguyện, nhưng mà chúng ta phải thực hành, chứ còn không phải là mình chỉ nguyện suông mà nó đem đến cái lợi ích. Giống như cái người học sinh bây giờ muốn đạt được trong cái kỳ thi này thì sao? Mình phải có cái chí nguyện, phải vững vàng, mạnh mẽ. Rồi sao? Mình phải nỗ lực, mình học, mình học đầy đủ các cái môn học, các cái bài thực tập mình phải làm cho nó nhân nhuyễn. Thì đến kỳ thi đó, mình phải thi, làm bài để đạt được đủ cái số điểm. Thì như vậy á, thì mình mới thi đậu. Còn bây giờ mình cứ nguyện, mình mong cầu mà mình không nỗ lực học, mình không nỗ lực để mà nghiên cứu học hỏi đầy đủ các cái môn học, không chịu thực hành, trau dồi, giải đáp những cái bài tập, thì mình cứ ngồi đó mong cầu thì làm sao mà cái bằng cấp nó có thể nó đến với mình được. Cho nên á, là cái chí nguyện rồi nó phải cộng với cái sự nỗ lực
tinh tấn thực hành, và sao phải có cái sự sửa đổi chuyển hóa. Bây giờ mình ráng phải dậy sớm, sửa đổi lại những cái thói giải đãi lười nhác dễ vui. Còn như kêu thí dụ để đồng hồ ré, hay là hoặc là nhờ cha mẹ kêu dạy học, mà tới chừng là đồng hồ ré mà nó ré thì bực mình tắt, hoặc là cha mẹ kêu sáng rồi đó dạy học đi, mệt quá để ngủ thêm chút nữa đi, hay là này khác đó. Cho nên là nếu mà chúng ta không tự sửa đổi, chúng ta không có chuyển hóa những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não ngủ ngầm trong nội tâm chúng ta, thì sao? Chúng ta cứ dậm chân tại chỗ. Học thì cũng có học đó, hành thì cũng có hành đó. Nhưng mà nếu mà mình không sửa đổi thì đâu có sự tiến bộ. Cho nên chúng ta học hỏi những cái phương pháp là để gì? Khi mình hỏi hiểu biết được rồi mình tự chuyển hóa, sửa đổi, thanh lọc những cái ô nhiễm nha. Chứ còn bây giờ nói là vô rừng vô hang núi để mà tu tập thì có cái trường hợp cái rừng núi nó không thể làm cho cái nội tâm mình nó an tịnh được. Thì quý vị nhớ là trong kinh cũng có một cái câu chuyện lúc đó thì có một vị này là thị giả cho Đức Thế Tôn. Thì một bữa trên đường đi khất thực về đó, thì vị này thị giả thì đang bưng cái bình bát của Đức Phật. Rồi ông ta đi ngang qua một cái khu rừng, ông ta thấy một cái khu rừng cái u tịch, cái cảnh nó rất là đẹp đẽ. Cái bắt đầu cái tâm ông ta khởi lên, nó bây giờ nếu mà mình vô cái khu rừng này mình ở, mình tu tập đó nha, chắc là an tịnh, đạt đến đạo quả. Thì lúc đó ông ta mới khởi lên cái ý vậy, ông ta mới đến đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, giờ con thấy cái khu rừng này nó yên tịnh, khả ái quá, giờ xin Đức Thế Tôn cho con vô trong khu rừng này con ở, con tu tập. Nhưng mà Đức Phật biết rằng cái tâm tư cái vị này đó, tại vì cái sự thúc đẩy ở đây tham muốn của phiền não, chứ còn cái nội tâm của ông ta đó nó chưa có ổn. Cho nên là cái vị này nói lên như vậy thì Đức Phật khuyên nói này, hãy lúc này là chưa phải cái thời điểm, hãy đợi đến lúc nào đó cái thời điểm nó phù hợp rồi hãy đến đây để tu. Thì do cái vị tỳ kheo này đó, cái tham muốn, cái ham muốn cái về cái khung cảnh u tịch, cho nên là khi mà được Đức Thế Tôn khuyên nhủ như vậy đó, cái vị này cũng không nghe. Cho nên là nói khi mà Đức Phật khuyên vậy, ông này cũng đem để cái bình bát của Đức Phật xuống dưới đất luôn, rồi tự động vô trong cái khu rừng đó để tu, bỏ Đức Thế Tôn giữa được. Thì do cái tâm tư, cái phiền não, cái tham muốn mà, chứ chưa phải là thật sự cái tâm mà mong cầu đạt được cái sự xả ly. Cho nên là nghĩ rằng vô cái khu rừng này u tịch này tu để mà mình đạt được cái này cái khác, do cái phiền não cái tưởng nó vẽ vời ra, rồi ông ta nhất định là vô khu rừng để tu. Nhưng mà khi mà vô trong khu rừng tu đó thì nó không đạt được cái gì hết. Phiền não nó dấy động, rồi bực bội, rồi khó chịu thế này thế khác. Thành ra
vô ở trong khu rừng tu 2-3 ngày thấy không được gì hết, thì bắt đầu trở về đảnh lễ sám hối với Đức Phật. Thấy được cái sai lầm, cái thiếu sót của mình. Mình làm thị giả đi theo hầu cận Đức Phật, mình muốn đi vô tu thì mình cũng phải chờ có ai tới để mình bàn giao cái nhiệm vụ. Còn này đang đi trên đường rồi bị phiền não tham ái mong cầu, rồi cái mình bỏ cái nhiệm vụ của mình. Mà Đức Phật đã nói là cái thời điểm đó là cái tâm của chúng ta nó chưa có sự an tịnh. Thành ra đó, đâu phải là cái khu rừng mà nó có thể nó làm cho mình an tịnh. Thành ra pháp á là nó chỉ hỗ trợ chúng ta phần nào, giống như cái khung cảnh nó hỗ trợ chúng ta phần nào thôi. Cái điều quan trọng là cái sự nỗ lực tu tập. Chứ không phải là nói trời ơi bây giờ là ở Việt Nam bận rộn quá tu không được, bây giờ phải qua bên Miến Điện vô trường thiền, vô trường thiền mới tu. Nhưng mà sao có nhiều hành giả đi vô trường thiền nhưng mà cái nội tâm không thật sự tu. Thành ra đó, chúng ta đừng có nghĩ là cái khung cảnh bên ngoài nó sẽ giúp cho mình đạt được, mà cái điều quan trọng là chính là cái nội tâm chúng ta. Một khi mà chúng ta có sự nỗ lực nội tâm mạnh mẽ thì dù là giữa cái phồn hoa đô hội, giữa cái chỗ mà ồn ào, chúng ta tu cũng được. Còn nếu mà cái nội tâm của chúng ta còn đầy rẫy những cái phiền não, còn đầy rẫy những cái chẩn mãn dễ vui, những cái chấp thủ, thì dù chúng ta có ở giữa rừng núi đi chăng nữa đó, cái nội tâm của chúng ta phiền não nó cũng dấy động, cái tâm không thể nào mà an tịnh để mà tu tập. Cho nên chúng ta hiểu biết rằng rừng núi, khung cảnh bên ngoài hay là giáo pháp là chỉ là những cái sự hỗ trợ, mà cái chủ yếu nhất là chính cái nội tâm chúng ta, trí tuệ và một cái trí tuệ sáng suốt, một cái tâm định tĩnh sống ngay trong giây phút hiện tại, không nhớ tưởng về quá khứ, không suy tính tương lai, chúng ta sống với đầy đủ chánh niệm tỉnh giác trong hiện tại thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Mà khi mà chúng ta có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác ngay trong giây phút hiện tại thì dù chúng ta ở đâu chúng ta cũng an ổn. Khi mà chánh niệm tỉnh giác đầy đủ thì không có phiền não, mà dù cho chúng ta ở ngay giữa phồn hoa đô hội, chúng ta cũng vẫn có một cái nội tâm an ổn sáng suốt quân bình, chứ không cần phải nương nhờ vào rừng núi. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu được cái lời dạy của Đức Phật ở đây là chúng ta luôn luôn phải hướng đến nương trú vào pháp để chúng ta tu tập, và chúng ta phải có sự hiểu biết sáng suốt để sửa đổi, chuyển hóa, gội rửa, thanh lọc những cái ô nhiễm, những cái phiền não lậu hoặc, những cái triền cái, những triền phược mà bấy lâu nay nó bám níu trói buộc cái nội tâm chúng ta. Rồi chúng ta phải lần hồi sửa đổi để cho những cái phiền não này nó suy yếu, nó giảm nhẹ, để chúng ta có được sự tiến hóa trong pháp học, pháp hành.
Đó là cái điều quan trọng. Chứ không phải là vô trong rừng, trong núi, vô trong trường thiền thì mới tu. Còn bây giờ ở nhà, ở ngoài xã hội thì nó ồn ào quá rồi, tu cũng được. Thành ra đó, khi mà chúng ta biết sống thuận pháp, tùy pháp, biết tri túc, hành xả, thì là chúng ta ở nơi đâu chúng ta cũng tu cũng được. Tại vì mình tu là mình sửa đổi cái nội tâm, cái điều kiện ở trong cái nội tâm của mình, chứ không phải mình sửa đổi cái điều kiện bên ngoài. Cho nên đó là những người mà hiểu biết sai lầm rồi cứ đổ thừa vào cái hoàn cảnh bên ngoài mà tu cũng được, là cái đó là chúng ta thấy là chúng ta thấy chưa có thật sự, chưa thấy pháp. Còn nếu mà mình quay lại nhìn vào nội tâm để chúng ta phát triển cái niệm, cái tuệ, sống định tĩnh sáng suốt, thì bất cứ chỗ nào tu cũng được đó. Thành ra đó, ở bên Bắc Tông người ta có nói thõng tay vào chợ. Cái hình ảnh mà cái người mà thõng tay vào chợ này đây là những cái người mà đã có đạt được cái chánh niệm tỉnh giác một cách tốt đẹp rồi. Giống như đâu phải ai đi vô chợ cũng đều là tìm kiếm để mua đồ không. Có những người ta đi dạo, ta ngắm nghía những người bán, người mua, ta ngắm nghía cái hoàn cảnh. Thì những cái người mà thõng tay vào chợ này, họ có vướng bận, họ đi chơi vậy, họ ngắm thôi, chứ họ không có phải đi tìm mua món này món khác, hay là đi tìm bán cái này cái khác để có cái lợi. Thành ra chúng ta phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải sửa đổi tu tập chính cái nội tâm của mình. Còn những cái điều kiện bên ngoài, những cái pháp là nó là sự hỗ trợ. Chúng ta phải học rồi phải thực hành và phải thanh lọc, chuyển hóa, sửa đổi, thực hành cái pháp xả ly để đoạn trừ, lần hồi các cái phiền não, những cái chướng ngại nó ngủ ngầm tiềm ẩn trong nội tâm chúng ta. Khi nào mà chúng ta phản tỉnh xem xét, chúng ta thấy được những cái phiền não của mình nó giảm nhẹ, rồi những cái sự chấp thủ của mình đó, nó cũng là người nó giảm thiểu, thì như vậy đó là cái thước đo cái sự tiến bộ của sự tu tập. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật thì sư cũng xin chia sẻ với nhiều để chúng ta sửa đổi cái nội tâm, những cái phiền não lậu hoặc nó tiềm ẩn, để chúng ta có được một cái đời sống an vui tốt đẹp ngay trong hiện tại, không bám níu chấp thủ bất cứ một cái gì ở trên thế gian này, công danh tài sản, địa vị, thân bằng quyến thuộc, hay là chấp thủ vào cái thân ngũ uẩn này, để chúng ta có một đời sống an vui tốt đẹp. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và bây giờ thì xin mời kính cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài hôm nay. Cái phước báo này thì kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể Ca Ngang là kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết lời dạy của Đức Phật để chúng ta nỗ lực tu tập. Cầu mong tất cả chư thiên ở
xung quanh các chùa cũng như xung quanh nơi tư gia của quý vị an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng ạ. Dạ, sa thú thành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi đại học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Kỳ Meta cho nhục biết được tín hiệu. Dạ, nãy giờ con xin sám hối với sư. Không biết sao mà té đùng đùng à. Dạ, nên con vào không kịp. Dạ, năm mô bích thai dạ. Dạ con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng nước ở tỉnh thất thiện hữu ạ. Để chờ những câu hỏi của đạo tràng. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tiểu Duyên. Nhật Bình kính chào Vinh Kinh và kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Mến chào sư Bố Cảnh. Bố Cảnh có khỏe không? Bố Cảnh ơi, lâu lắm rồi mới thấy Bố Cảnh vào đạo tràng. Cũng như Quỳnh Như Trí, dạ, lâu lắm rồi mới thấy quý vị vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá, dạ, Nhật Bình kính mời bàn tay của quý vị sau bài pháp của Thượng tọa Pháp Thanh. Quý vị có ý kiến như thế nào, có câu hỏi như thế nào? Để Thượng tọa Pháp Thanh có thể giải thích thêm để cho đạo tràng được hiểu rõ hơn không ạ? Nam mô Bích Thai giá, dạ Nhật Bình kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ con không có thấy bàn tay quý vị nào. Dạ con xin sám hối với sư là con không kịp tri ân thư nữa. Dạ con phải lên cầm mic. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đánh lễ tri ân sư rất là nhiều. Dạ giờ không có ai hỏi thì con hỏi cô Tự Duyên có được âm thanh Nhật Bình không? Cô Tự Duyên, cô Tự Duyên ơi, cô có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu đi. Nam mô Bích Tha giá. Dạ cô Tự Duyên để cái nick đây chạy mục tiêu rồi.
Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ. Nam Mô Thầm Ma, dạ. Nam Mô. Dạ, con cảm ơn Ngài đã cho nghe rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Pháp Thành. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hồi nãy con thấy huynh kinh vào, giờ huynh kinh cũng ra rồi. Dạ, con cũng kính tri ân Ngài Pháp Thanh đã giảng kinh Tương Ưng phẩm số 1 cây lao, và cái bài số 10 hôm nay là nói về rừng núi. Thì con cũng đã nghe được những lời giảng giải của Ngài, con cũng nắm được cái phần nào vậy thôi. Với cái tâm phàm phu của con, mà con cũng lớn tuổi rồi, thành ra con cũng hay quên. Và con nghe được là Ngài đã nói là nếu phàm nhân của chúng con á, thì ưa thích những cái nơi phồn hoa đô hội, vì nó thích hợp cho cái công việc, cái điều kiện sống, cái điều kiện làm ăn nó dễ dàng. Còn các bậc xuất gia, các bậc đạo sĩ thì người ta đã xả ly rồi, người ta không còn tài sản, không còn thân bằng quyến thuộc gì nữa. Người ta chỉ một cái tâm ý là tu để tiến đến con đường giải thoát. Thành ra các bậc đó đã lựa chọn những cái nơi rừng núi thanh vắng để thích hợp cho cái việc tu tập của mình. Thì mặc dầu ở những cái nơi đó thì thật sự là nó thích hợp cho cái công cuộc tu tập của quý vị. Quý vị xuất gia, các bậc xuất gia, các bậc đạo sĩ, nhưng không phải đó là dạ con xin sám hối, nhà con cũng có âm thanh ồn quá, dạ con xin đạo tràng thông cảm, thì nhà con cũng chật quá, dạ dạ. Thì như Ngài đã nói là rừng núi ở đây thì nó rất là thích hợp cho cái việc tu tập của, mặc dầu là của các vị đã xuất gia, đạo sĩ hay là của phàm nhân chúng con, nhưng đó cũng không phải là cái điều kiện tiêu quyết mà quyết định cho cái sự thành tựu trong cái công việc tu tập của mình. Mà theo như Ngài nói á, là các bậc xuất gia thì đã có cái đầy đủ cái điều kiện về xả bỏ những cái xả bỏ xả ly gia đình, rồi xả bỏ tất cả những cái vật chất mà bám níu theo, như là về danh về lợi, hay là nói chung là tám ngọn gió đời đó, thì các bậc đó không có còn
phải chịu ảnh hưởng những cái điều kiện đó. Cho nên các bậc xuất gia nếu mà đi vào nơi thanh vắng, nơi rừng núi để mà tu tập thì các vị đó rất là dễ thành đã đạt được đạo quả. Còn nếu phàm nhân của chúng con mà tìm những cái nơi đó thì cái điều kiện thật là thích hợp, nhưng cái quan trọng là chúng con phải biết nhìn vào cái nội tâm của mình, phải biết sống tri túc, phải biết thuận theo pháp, sống với cái tâm xả ly, rồi phải nhìn vào nội tâm của mình để mà thanh lọc những cái gì mà mình còn chưa làm được, thì mình phải tiếp tục thực hành, phải tiếp tục thực hiện. Còn những cái gì mà nó đã có tốt đẹp rồi thì ta tiếp tục phát huy. Và cái điều tiên quyết là phải cố sống với cái tâm xả ly, phải biết tri túc, phải biết thuận theo pháp, rồi ra sức tu tập một cách tinh tấn thì mới có thể tiến hóa được trên con đường tu tập. Thì con đã hiểu được như vậy thôi. Thì con xin nhường mic lại cho các vị khác đó. Lên để khóa micro. Không biết tâm mất luôn rồi. Anh thớt thì sao khó quá vậy. Không biết tâm mất luôn rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Xích Nhật Nguyễn ơi, tâm pháp có đang cầm mắt không vậy Xích? Xích ơi, tâm pháp có đang cầm mắt? Con kính tri ân cô, tại vì con cái bàn thóp này con mới đào xuống, con không thấy con đang cầm mắt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Khai Giá, con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Bạch Ngài, con thắc mắc là cái bài kinh nói về sự, thì nói về các pháp, về các sự thực hành của các vị nơi
ở trong rừng và đang dần bỏ dần dần rời xa các pháp hữu vi và tiến dần đến pháp ở vô vi. Vậy là những bậc đã có phải đã có đầy đủ rất là nhiều ba la mật phải không thưa ngài? Và các vị này khi mà đến đến những cái chốn rừng đó, thì khi mà đến thì là một cái nơi đó rất là nguy hiểm, thì chỉ có các bậc có đầy đủ cái phước báo thì khi đến đó thực hành thì sẽ được có những chư thiên hoặc là sẽ hộ trì. Còn như như là những vị mà như là con không biết diễn tả sao, giống như là còn mới chưa có nhiều cái ba la mật lắm, thì khi mà muốn đến một cái rừng đó, một cái rừng á tu tập như vậy có gặp trở ngại rất là nhiều không thưa ngài? Và khi mà chỉ là gọi là sơ cơ ấy, thưa ngài, thì tâm có khởi lên mạnh mẽ là ý có muốn đến vào rừng để thực hiện cái pháp gọi là pháp tiến dẫn đến hữu vi vậy đó bạch ngài, thì có muốn biết hiểu rõ là những người sơ cơ vào đến đó thì sẽ thực hành có gặp rất là nhiều trở ngại không bạch ngài? Con xin tỉnh ngài giảng giải sâu thêm chỗ này cho con được thông suốt bạch ngài. Và con kính thỉnh ngài, con xuống mít con. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, kính lễ chư công đức trưởng lão. Chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì cái điều kiện, cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó có đôi lúc nó sẽ hỗ trợ, nó cũng có tác động ít nhiều đến cái điều kiện hoàn cảnh, cái sự tu tập có ảnh hưởng đến một phần nào đó cái nội tâm của mình. Nhưng mà như hồi nãy sư nói, nó không phải hoàn toàn nó quyết định được. Ở đây đó, cái thắc mắc của cô Tâm Pháp, thì cái trường hợp mà không phải là tất cả những cái người nào mà có đầy đủ ba la mật thì mới tìm đến rừng núi để mà tu tập, mà ngay cả cái thời kỳ mà Bồ Tát đang còn thực hành phát triển bổ túc các pháp độ đó, thì Bồ Tát cũng đã lìa bỏ tất cả tài sản rồi thần quyến để mà đi vào rừng núi để mà tu. Thì trong chuyện tiền thân, cái thời kỳ đó có là Bồ Tát sanh ra một cái gia đình bá hộ rất là giàu có. Rồi sau khi mà cha mẹ mà qua đời rồi đó, thì cái người mà quản gia đó mới giao cho ngài để mà nhận lại cái tài sản đó. Thì cái người quản gia mới nói là cái tài sản này là từ đời ông bà tổ phụ đã truyền lại cho cha mẹ ngài, rồi cha mẹ bây giờ qua đời rồi, thì bây giờ là cái số tài sản này thuộc về ngài đó. Thì Bồ Tát mới suy nghĩ từ đời tổ phụ ông bà cha mẹ mình cứ tích cóp và để đó mà truyền lại đến bây giờ, mà mấy người đó trong đời sống hiện tại họ không hưởng thụ gì hết, rồi cứ làm lụng rồi tích cóp rồi để lại rồi bây giờ để lại để làm cái gì?
nó là một cái sự dính mắc vướng bận, cho nên là Bồ Tát mới thấy vậy mới đem ra bố thí. Bố thí thì tài sản rất là lớn, cho nên Bồ Tát đem ra bố thí 7 ngày như vậy đó mà cũng chưa hết nữa. Rồi cái người thời kỳ đó thì cái tâm tánh chúng sanh người ta cũng ít có tham muốn, cho nên là Bồ Tát thấy là bố thí 7 ngày rồi mà cái tài sản cũng còn, cho nên là Bồ Tát viết cái tấm bảng để trước nhà đó. Bây giờ là những cái tài sản này đó, là bố thí, ai cần gì cứ việc tự nhiên lấy. Cái Bồ Tát đi vô trong rừng tu. Thì sao? Mấy cái người mà thân bằng quyến thuộc, mấy người tôi tớ cũng đi theo, cũng đi theo vô rừng tu. Rồi vô trong này thì họ bị giờ họ sống ở ngoài kia đó thì tài sản đồ đầy đủ rồi. Nhưng mà vì Bồ Tát đi thì họ đi theo, chứ họ cũng cái tâm tư họ cũng chưa có phải hẳn là đi tu. Cho nên là bắt đầu vô này nó khó khăn, thiếu thốn là kia nữa. Rồi những cái người này họ cũng cãi giả, ồn ào. Thành ra Bồ Tát nói là bây giờ là ở ngoài kia mình sợ rồi mình chạy vô tới hôm đây mà bây giờ họ cũng đi theo. Có an ổn gì đâu mà tu. Cho nên là nửa đêm Bồ Tát phải trốn bỏ những cái người tôi tới, những cái thân bằng quyến thuộc mà đi theo. Bồ Tát đi sâu vô túi trong rừng, lội qua một cái sông để qua một cái hòn đảo đó là nó trống vắng không có người. Bồ Tát ở đó tu mình hàng ngày là tự đi hái những cái đọt cây, hái trái cây đọt cây gì đó ăn để mà sống, để mà tu tập. Đó. Thành ra đó là cái sự xả ly ở đây là quan trọng là ở cái nội tâm của mình. Chứ còn cái hoàn cảnh điều kiện đó thì nó hỗ trợ cho mình phần nào để mà chúng ta giữ vững cái nội tâm của mình. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có những khi mà người ta trồng cây đó, có những cái cây người ta dưỡng cho nó lên lớn rồi ta mới đem lên trồng, mà muốn cho nó đứng nó vững vàng đó thì phải có những cái cây chống, những cái cây chống hỗ trợ cho nó trước cái phong ba gió lớn. Có nhiều khi mình mới trồng xuống, cái bộ rễ nó chưa phát triển thì nếu mà gió lớn cái cây này nó có thể ngã đổ. Cho nên là người ta phải dùng những cái cây chống. Thì cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài đó là nó hỗ trợ phần nào, nhưng mà cái quan trọng á là cái cây này nó phát triển bộ rễ thì nó mới đứng vững. Chứ còn những cái cây chống này đâu phải mà chống hoài được. Thành ra cái điều kiện rừng núi nó một phần thôi, hay là những cái phương pháp, những cái lời dạy của Đức Phật hay là về giáo pháp là một cái điều kiện hỗ trợ. Chính cái sự nỗ lực tu tập học hỏi, rồi chúng ta có cái trí tuệ hiểu biết để gì? Để lần hồi chúng ta phát triển trí tuệ. Khi mà trí tuệ mình nó vững vàng, rồi cái tâm định mình nó mạnh mẽ, thì như vậy giống như cái cây của mình á, nó phát triển rồi thì bây giờ mình sẽ không có xài những cái cây chống nữa. Đó. Bây giờ cái bộ rễ mình vững vàng rồi, giống như cái cây á, nó mạnh, nó đứng vững, nó sẽ đầy đủ đương đầu với những cái gió lớn. Thì giống như mình nhờ có sự học hiểu, sự thực hành, rồi chúng ta lần hồi chúng ta giảm thiểu được những cái phiền não, cái trí tuệ của chúng ta có đủ sức
để đương đầu với những cái phiền não, thì lúc đó là cái nội tâm của chúng ta nó có sức mạnh, không cần phải nhờ những cái điều kiện ở bên ngoài để hỗ trợ nữa. Còn cái người sơ cơ, lúc đầu thì chúng ta phải nương tựa vào pháp, nương tựa vào những cái điều kiện hoàn cảnh để mình tu. Thí dụ như bên lúc đầu mình mới tu tập mà mình cái nội tâm mình chưa nói vững, mà nếu mà mình ở cái nơi mà nó ồn ào quá, nó nhiều người qua lại quá, thành ra nó làm cho cái tâm mình cũng bị chao động, không có yên. Cho nên lúc đầu là mình phải tìm một cái nơi mà yên tĩnh, không có tiếng ồn, ít người qua lại. Hay là Đức Phật ở trong kinh nói là tìm đến đống rơm, dưới cội cây hay là ngôi nhà trống, để lúc đầu để mình nhờ cái điều kiện hoàn cảnh nó yên tĩnh, nó hỗ trợ mình tu tập. Rồi khi mà mình tu tập, mình phát triển cái sự chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn mình mạnh mẽ, thì cái vị thì khu mà khi vào làng khất thực, khi đắp y mang bát, thì cũng phải giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác đầy đủ. Khi mình đi, mình biết mình đang đi. Khi nhận vật thực của thí chủ, người ta để vào bát, mình biết mình nhận với cái tâm hoan hỷ, không ham muốn, không mong cầu, mà cũng không có chê khen đó, với cái tâm hoan hỷ với điều kiện mà thí chủ người ta dâng cúng, thì như vậy là không có cái sự phiền não. Rồi khi thọ dụng những cái vật thực, cũng với cái tâm là thọ dụng những cái vật thực này để có sức khỏe, để an ổn, để tu tập, không phải thọ dụng để cho thỏa mãn cái thèm muốn của cái khẩu vị. Thọ dụng vật thực này không phải để cho mập cho mạnh, để vui chơi như trẻ con ở thế, không phải để trang điểm nhân sắc thân sắc như phụ nữ, không phải để mà có sức mạnh như những người võ sĩ, hay là không phải để mà có sức mạnh để mà vui chơi như những cái người mà đàn điếm đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta nhờ sự học hiểu rồi có sự trí tuệ mạnh mẽ, thì chúng ta đủ sức để mà đối trị với tất cả những cái phiền não. Thành ra đó, có những lúc là chúng ta cũng phải nhờ cái điều kiện bên ngoài nó hỗ trợ, nhưng mà cái điều quan trọng là cái nội tâm, với trí tuệ, với sự hiểu biết chánh niệm tỉnh giác, cái chính trong cái nội tâm mình nó là cái quan trọng. Còn cái điều kiện rừng núi bên ngoài nó hỗ trợ phần nào, thì giống như mình mới sơ cơ, thì mình phải nhờ vào hỗ trợ của bạn bè đồng đạo, hỗ trợ vào thầy tổ, rồi nương tựa vào pháp để mình tu tập. Rồi đến một lúc nào đó, khi mà nội tâm mình định tĩnh và sáng suốt đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể tu ở đâu cũng được, tự mình nỗ lực. Ví dụ như lúc đầu thì mình muốn vượt qua bờ bên kia thì mình phải sử dụng cái bè để vượt qua những dòng nước xoáy, những cái bọc lưu. Nhưng mà khi mà vượt qua rồi á, bây giờ là vượt qua được những cái chướng ngại đó rồi, thì bây giờ có thể mình bỏ chiếc bè đi, mình tự thân mình lội, thì nó nhẹ nhàng hơn, nó sẽ dễ dàng hơn là mình bám líu vào chiếc bè thì nó dướng díu.
Cho nên á, là những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh tác động của bên này, có lúc chúng ta cũng cần có sự hỗ trợ, nhưng mà chúng ta không nên chấp thủ, không nên dính mắc, và chúng ta phát triển cái nội lực, cái tâm định tĩnh sáng suốt với trí tuệ, thì rồi chúng ta sửa đổi, chuyển hóa, làm suy yếu những cái phiền não, những cái dính mắc, những cái chấp thủ. Thì như vậy thì cái sự tu tập của chúng ta nó có được sự tiến bộ. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của Tâm Pháp. Chúc Tâm Pháp nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thành đã giảng dạy câu hỏi Tâm Pháp, và cũng kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, chị Mích Ta và Tâm Pháp đã đỡ mình. Dạ, con cũng xin sám hối với đạo tràng. Dạ, cái đường nét con nó bị như thế nào, dạ nó cứ té đùng 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 đùng. Dạ, cảm ơn chị Mích Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì đồng hồ còn 28 phút nữa. Dạ, Nhật Bình kính mời đạo tràng có những câu hỏi để thượng tọa Pháp Thành giải thích nha, trong cái bài pháp ngày hôm nay không ạ? Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Tâm Pháp rất là hỷ. Vậy mình Tâm Pháp còn câu hỏi không? Tâm Pháp còn câu hỏi không, đưa lên đi. Nhật Quỳnh chỉ nghe được có một đoạn sau thôi Tâm Pháp ơi, không nghe được câu hỏi của Tâm Pháp, cũng như không nghe được cái lúc đầu thượng tọa Pháp Thanh giải thích, nên là Tâm Pháp có thể còn câu hỏi không, còn gì thắc mắc không. Dạ, lúc nãy chị Nhật Quỳnh cũng thấy chị Meta, nhưng mà thật sự Nhật Quỳnh cũng không nghe được luôn đó chị Meta. Dạ, mà thấy chị lên cắm bịch thôi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ vậy thì bây giờ không có câu hỏi, và con xin hỏi, con không biết là không con có không biết câu hỏi con có trùng với chị Mích Ta với Tâm Pháp không á, bạch sư. Dạ, nếu mà trùng thì xin sư hoan hỷ cho con ạ, tại vì con không nghe được. Dạ, lúc nãy con nghe ngài dạy là mình học thì mình phải có hành. À, chứ không có phải nói là mình học rồi mình như mình nói là tôi nói vậy, tánh tôi vậy này kia, thì ý con hỏi bà sư, nếu mà mình học mình biết mình thường có tâm sân. Dạ, Tâm Pháp hết nghe rồi hả, hay chạy mất tiêu rồi. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi ạ. Dạ, con tri ân sư và dạ, cảm ơn chị Mách Ta. Dạ, không biết buổi chiều nay ở chỗ con sao mà cái âm thanh con, cái đường nét con nó té đùng đùng luôn. Bây giờ con phải không đưa bài của sư lên Facebook được luôn á. Dạ, thì mình phải khi mà mình biết mình là người có tâm sân thì mình phải kiềm chế mình lại. Dạ, mình phải kiềm chế lại. Như vậy là mình mới có sửa, là sửa tức là mình có hành, phải không bạch sư? Chứ còn nếu mà mình biết mình tâm sân, mình hay nổi nóng, người ta nói mình một câu thôi, một tiếng thôi là mình sân đùng đùng lên, chưa đủ nữa, mà mình còn ghim gút nữa, thì khi mà mình học, mình biết mình như vậy thì mình phải sửa đổi, là tức là mình hành, phải không bạch sư? Dạ, sư giải thích cho con ạ. Dạ, con kính nhân bích tính sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sằng Ca. Dạ, kính lễ chư tôn đức, kính chào quý tôn nữ và quý Phật tử.
Thì sự thật ra thì trong đời sống chúng ta đó, phàm nhân thì ai cũng vậy. Rồi nhờ mình học hỏi, hiểu biết thì mình sẽ lần hồi mình sửa đổi. Cái điều quan trọng là ở cái chỗ mà mình sửa đổi. Chứ còn thí dụ như học, nhưng mà mình nếu mà mình không chịu sửa đổi thì mình sẽ không có cái sự tiến bộ. Thì như nãy sư nói, những cái người mà bây giờ mình biết cái tánh mình thì hay dính mắc thế này thế khác, hay là hoặc là dễ bị kích động, dễ bực bội khó chịu và dễ sân hận trước những cái điều mà trái ý nghịch lòng, thì mình phải từ từ mình sửa đổi. Ví dụ như hồi đó mình dễ nóng giận, mình dễ nổi sân, thì bây giờ mình phải thấy rằng cái sân là nó là cái điều tai hại. Có đôi lúc mình không kiềm chế được cái bực bội khó chịu, rồi mình có những cái lời nói, những cái hành động mà những cái cử chỉ thô tháo, không có được tốt đẹp. Thì mình nhìn thấy người khác người ta nổi sân lên, đỏ mặt, tía tay, quơ chân, rồi những cái lời nói nó thô tháo, không có được tốt đẹp. Thì mình biết mình mai nếu mà mình không kiềm chế thì mình cũng rơi vào cái trường hợp đó mà thôi. Cho nên là mình nhìn bên ngoài, mình soi lọi lại cái nội tâm để mà mình kịp thời mình chấn chỉnh, mình sửa đổi. Còn có những người vì cái chấp thủ, học thì học, nhưng mà điều cái mà tới chừng mà ấy lên rồi đó thì bắt đầu chấp thủ, tôi vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi đó. Thì thành ra đó mình học, nhưng mà điều có cái là mình vì cái sự chấp thủ mình không sửa đổi thì mình không có tiến bộ. Đời đó, thì ta nói sao, một lần dốc là một lần bớt dạy, ai nên khôn mà không dạy một lần. Mình đi trên cái đường dài thế nào là mình cũng phải dốc, chứ không ai mà mặc tránh khỏi cái sự mà dấp ngã. Phàm nhân thì không ai tránh được cái lỗi lầm, nhưng cái người mà có trí tuệ thì người ta biết người ta sẽ sửa đổi, và người ta sẽ cố cẩn thận hơn. Bây giờ hồi trước tại vì mình cẩn thận mình dấp, mà bây giờ mình phải cẩn thận hơn. Thay vì hồi đó cứ 2-3 bước thì mình dấp lần, 2-3 bước thì mình dấp dần, bây giờ mình sửa đổi lại, mình cẩn trọng. Không phải là mình hoàn toàn mình sẽ hết dấp, nhưng mà nó giảm thiểu. Bây giờ lâu lâu mình đi một đoạn hơi xa xa chút nó mới bị dấp. Rồi mình cố gắng mình cứ sửa từ từ thì mai mốt mình sẽ có đầy đủ chánh niệm, tỉnh giác, cẩn trọng thì mình sẽ hết dấp. Chứ không phải mình ráng rồi cái bắt đầu lỡ mình dấp mình tè mình ngồi đó giải nãy mình khóc mình la nữa. Thôi tôi sửa hoài mà giờ tôi sao tôi cứ dấp hoài rồi giờ tôi không sửa nữa. Thành ra là cái sự tu học thực hành của mình không có tiến bộ là chỗ đó, do mình còn cái dính mắc, còn cái chấp thủ vào những cái phiền não của mình không chịu sửa đổi. Thành ra đó, chúng ta học, chúng ta tìm hiểu thực hành để mà
chúng ta sửa đổi những cái sai lầm, những cái tà kiến, rồi chúng ta tránh xa những cái phiền não bất thiện. Thì như vậy đó, thì cái học, cái thực hành của mình nó có sự tiến bộ. Giống như Bồ Tát, Ngài cũng phải trải qua cái thử thách của phiền não, của ma dương, rồi Ngài cố gắng nỗ lực vượt qua tất cả những cái chướng ngại, những cái phiền não, diệt trừ đào bứng tận gốc rễ của vô minh, thì Ngài mới đạt đến cái thánh đạo, đạt đến cái chánh đẳng chánh giác. Đúng vậy. Mình cứ lần hồi mình phải sửa đổi, lâu lâu mình phản tỉnh, mình tự mình xem xét, trong một tháng này đó, nửa tháng này mình có phạm cái lỗi gì hay không, rồi bây giờ mình thấy là cái tham lam của mình á, nó có giảm chưa, mình còn bớt dính mắc vào thức ăn, điều kiện vật chất tiện nghi, rồi bám níu vào thân bằng quyến thuộc cháu ở trong gia đình, hoặc là chúng ta còn những cái gì đó, lâu lâu mình tự mình ngồi mình suy tư, mình phản tỉnh để mình thấy được, hoặc là hồi đó là mình dễ bị nổi sân, nhưng mà bây giờ là trước cái nghịch cảnh mình cũng có sự kiềm chế, mặc dù mình cũng còn sân á, nhưng mà ít ra mình cũng kiềm chế được một thời gian nào đó, rồi đến một cái lúc nào đó mình nó vượt quá cái giới hạn của mình, cái sức chịu đựng mình, thì mình đi ấy, thì như vậy là mình thấy mình cũng có sự tiến bộ rồi đó. Cho nên á, mình muốn biết thì mình phải tự phản tỉnh, suy tư, xem xét, để mình mới thấy được cái kết quả của sự thực hành giáo pháp, sự tu tập, để mình thấy được mình có cái niềm hoan hỷ, thì tôi thực tập, thực hành qua cái sự học hỏi, nhưng mà cũng có tiến bộ được một chút. Khi mà mình thấy cái thành quả mình tiến bộ như vậy, mình càng tăng trưởng cái niềm tin, mình tăng trưởng vào cái sự tin chắc rằng cái sự thực hành pháp thì nó sẽ đem đến cái lợi ích, từng chút từng chút từng chút, mỗi ngày mình phát triển một chút thì sẽ đẩy lùi được phiền não một chút. Cứ vậy, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập thì sẽ có được sự tiến bộ. Thì sư cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui và có sự nỗ lực tu tập rồi phục vụ để được nhiều phước báo trong đời sống hiện tại. Nam mô Bố Thầy giá. Alo, mời Tâm Pháp, cầm mic Tâm Pháp ơi. Nhật Quỳnh chưa nghe được Tâm Pháp, mời Tâm Pháp nha. Nghe chưa sếp? Cảm ơn sếp nhiều. Cái bàn thóc mới này khó cầm mic quá.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sứng Khai Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài. Dạ, con thành kính tri ân Ngài đã cho biết âm thanh rõ. Con kính tri ân cô Mét Ta, cô Nhật, Sức Nhật Quỳnh. Bạch Ngài, câu hỏi của Sức Nhật Quỳnh đó thì con cũng xin hỏi tiếp là đối với cái sự mà sân hận đó, thì trên cái quá trình tu tập thì mình thấy luôn suy tư quán chiếu lại thì sẽ có cái bước tiến bộ, mà xong đó thì con muốn hỏi là khi mà cái cách đối trì nữa là mình phát triển cái từ tâm, mà nhưng cái sự phát triển từ tâm á thì mình phải làm sao để cho cái tâm, cái tự tâm á, nó luôn phát triển mỗi ngày một lớn, mà lúc nào dần dần cảm thấy cái sự mát nơi tâm nó càng lớn dần bạch ngày. Thì con có hiểu là khi mà mình mỗi lần qua một cái thời tụng kinh hay là ngồi thiền gì đó thì hồi hướng này á thì sẽ làm cho cái tự tâm mình nó phát triển, phải không bạch ngài? Và khi mình phát hồi hướng như vậy đó thì mình làm sao mà nó phát được cái tự tâm mà đừng có bị lẫn lộn với lại cái do cái ái, giống như là thương nhớ cha mẹ quá thì mình sẽ hướng cái phước báo này đến cha mẹ, thì làm sao nó đừng có bị dính vào cái ái, mà nó phải phát triển với một cái tự tâm trong sạch và một cảm nhận cái mát mẻ nơi tâm nó bạch ngài. Con thường con không có biết thu gọn lại cái câu hỏi của con á, con kính xin ngài giảng giải câu hỏi của con á, con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Kính lễ Chư Tôn Đức Trưởng Lão, chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì khi mà chúng ta muốn phát triển về cái tâm từ thì chúng ta phải quán sát thấy cái tai hại của các cái phiền não, chúng ta phải thấy cái sân hận nó là một cái chất độc, nó thiêu đốt mà cái nội tâm của mình, nó làm cho mình mất sự kiểm soát, mê mờ lý trí, rồi hành động một cách thô tháo, không có tốt đẹp, đem đến hại mình, hại người, hại cả hai. Khi mà chúng ta thấy được cái sân hận nó là cái chất độc, một cái độc tố rất là nguy hiểm, rất là tai hại, hay là cái tham, nó cũng là một cái chất độc, thì lúc đó mình sẽ ghê sợ nó, mình sẽ tránh xa. Thí dụ như vì cái lửa là nó nóng, cái lửa nó nóng cho nên mình cẩn trọng, mình đề phòng, thì mình sẽ ít có bị phỏng, bị cái tai hại, cái sức nóng. Còn nếu mà mình không có quán sát, mình không có thấy, cảm thấy ghê sợ với những cái phiền não, những cái chất độc, cái tai hại á, thì mình sẽ không có đề phòng, hay là không có tránh né. Thí dụ như quý vị thấy rằng đó, rượu là chất độc, thuốc, cái thuốc hút là chất độc, nhưng mà người ta không thấy rằng khi mà mình uống
là mình đưa cái chất độc vô trong cái cơ thể mình, mình hủy diệt, rồi mình làm suy yếu cái sức khỏe của mình, hay là những cái người mà họ nghiện thuốc, họ không thấy cái thuốc là cái nguy hiểm, cho nên là cứ thoải mái vô tư sử dụng những cái chất độc, tự hủy hoại lấy cái sức khỏe của mình, dù cho bác sĩ hay là dù cho những cái hình ảnh ở bên ngoài á, họ là vẽ, họ dời, họ đưa những cái bộ xương, những cái người mà bị bệnh lao rồi này, cái nọ rồi vậy đó, nhưng mà mấy cái người này mà vì cái mê mờ, cái vô minh nó chi phối đó, họ không sợ, cho đến khi nào đó mà cái trí tuệ của họ, họ nhận thức qua một cái trận bệnh mà kịch liệt, cận kề với cái chết đó, lúc đó họ mới thấy đúng là cái rượu là chất độc, đúng là cái thuốc lá này nó là cái chất độc, tự bản thân họ cảm nhận được cái sức công phá mãnh liệt của cái độc tố đó, thì họ lúc đầu họ mới kinh sợ, họ mới chịu sửa đổi. Thì cũng vậy, chúng ta thường xuyên, bây giờ mình muốn phát triển cái tâm từ á, thì mình phải dẹp được cái sân hận cái đã, mình phải thấy cái sân, cái tham, si mê nó là một cái độc tố rất là tai hại, rồi chúng ta phải ghê sợ nó, phải kinh tởm nó, rồi mình phải đề phòng. Thì khi mà chúng ta có cái sự phòng hộ đầy đủ, mỗi khi mà tham muốn sanh khởi, mình kịp thời mình dập tắt. Mỗi khi những cái điều kiện trái ý nghịch lòng, những cái hoàn cảnh mà không tốt đẹp thuận lợi nó sanh khởi, làm cho mình bực bội, mình khó chịu, thì mình quán sát, mình thấy đó là một cái chất độc để nó thiêu đốt, nó gây tai hại cho bản thân mình. Mà nếu mà mình không kiểm soát nó thì nó còn đem đến cái tai hại, tổn hại, khổ đau cho người khác nữa. Thì từ đó đó, mỗi ngày chúng ta cố gắng, chúng ta kiềm chế, kiểm soát cái nội tâm của mình. Thì khi mà chúng ta kiểm soát như vậy, chúng ta nói đó, khi mà chúng ta phát triển được cái tâm từ, là sao? Mình phải thương xót với mình, mình không để cho những cái độc tố của phiền não nó sanh khởi, nó thiêu đốt, mình kịp thời mình dập tắt nó, là cái đó là mình đã có cái sự tâm từ với chính mình rồi. Mình tránh xa những cái điều ác, mình tránh xa các cái ác bất thiện pháp, kiểm soát được những cái phiền não tham sân si nó đang dấy động ở trong nội tâm mình, với trí tuệ, với sự hiểu biết định tĩnh, thì lúc đó là mình đang có tâm từ với chính mình, mình sẽ có được thấy sự an vui, nhờ tôi có tu tập, có kiểm soát, có hiểu biết, cho nên mình tránh xa được cái nhiệt não bức bách của tai hại, những cái chất độc tố của phiền não, như vậy là mình thoát ra. Thì những người mà họ đang bị sân hận, phiền não, tham lam chi phối, thì họ đang bị hoành hành bởi cái độc tố, bởi cái nhiệt não thiêu đốt của phiền não, thì mình khi đó mình thấy mình thương xót cho người ta, thành ra đó mình phải biết vậy. Còn lúc đầu có nhiều khi mình phát triển cái tâm từ đôi lúc nó còn ẩn tàng bởi những cái phiền não, thì cũng vậy, có đôi lúc chúng ta hướng cái tâm từ nhưng mà cái tâm này nó còn bị chi phối bởi, dính mắc bởi cái ái. Ví dụ như
mình mong cầu cho mình, mình mong cầu cho cha mẹ, anh chị em trong gia đình mình, thì nó cũng còn dính mắc bởi những cái luyến ái. Nhưng mà lần hồi với trí tuệ sáng suốt, mình mong cầu cho những người này họ được an vui, rồi những cái người mà không quen không thân, mình cũng mong cầu cho họ được an vui. Mà những người mà có cái sự quan cái với mình họ cũng mong cầu cho họ an vui. Thì mình cứ đi từng bước mình phát triển. Để gì? Để cái tâm từ nó không còn bởi thúc đẩy bởi cái tâm dính mắc, thân bằng quyến thuộc luyến ái đối với tất cả mọi người, mọi chúng sanh, không phân biệt thân hay là những người không thân đó. Thành ra đó, chúng ta đi từng bước, lúc đầu là phải ráng kiểm soát phiền não trước, rồi chúng ta phát triển cái từ tâm của mình, chính bản thân, rồi đến những người thân quen, rồi đến những người không thân không quen, đến những người mà có cái sự quan trái, thì cứ phát triển từng bước, thì lần hồi thì cái tâm từ của mình sẽ hướng đến rộng khắp đối với tất cả chúng sanh. Thì đó là theo cái lời dạy của Đức Phật, cũng như trong kinh sách, cũng như qua sự giảng dạy của các bậc trưởng lão, thì sư cũng có chút ít hiểu biết để chia sẻ với tâm pháp. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui và tu tập phát triển được nhiều những cái thiện pháp. Nam mô Bố Thầy giác. Dạ bây giờ thì chắc cũng sắp hết giờ. Thôi mời cô Nhật Quỳnh sám hối, rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi sinh nay. Cái phước báo này thì cũng cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khai ngang, cầu chúc tất cả quý vị khỏe mạnh an vui, xin chư thiên quan hỷ với phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Thầy giác. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giải thích câu hỏi của tâm pháp, và cũng cảm ơn câu hỏi tâm pháp để chúng con có thể biết để mình phát triển tâm từ. Dạ, cái điều này rất là khó, nhưng mà con nghĩ mình tập lần lần chắc cũng từng bước như sư nói, thì con kiểm tra bản thân con, hay con khi mà trả cần kiểm tra bản thân con thì con thấy nó cũng có tiến triển, mặc dù là nó chậm nhưng mà con thấy cũng có tiến triển. Cái khi mà mình phát sanh, mình tu tập tâm từ và mình nhìn thấy được những cái sai lầm giống như sư nói vậy đó, và mình đi thì mình dấp, nhưng mà xa nó dấp một lần nó xa hơn hồi trước thì nó cứ té ngã liên tục, và bây giờ thì nó cũng dấp, nó chưa có được hết dấp, nhưng mà khi mình dấp thì mình biết. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giác. Con thành kính tri ân sư rất là nhiều, giống như cảm ơn tâm pháp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giác. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vande ham ba da phạm sum và ruột tăng buột thể do khá lý tổ đâu sau buột thơ tham tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande ham thầm manh cha đu vi thân và răng thầm mê vô khá lý tổ đổ sâu thầm mô thầm mặt tu tăng mà mang, con đem hết tầm thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
Cuối sinh pháp bảo sắc tội lỗi ánh cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thốt tam ăn. Sẵn khê vô khá lý tậu đô sâu sẵn khâu. Khám mặt tu tăng mà măng. Con đem hết đồng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai bậc tăng bảo là Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ, chắc đường truyền của cô Nhật Quỳnh đã bị trục trặc rồi. Sư cũng xin phút chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Dạ. Pavatu sapa mangalang ra sapa devata sapa bhuta nu va ve na sada so thi pavantu te pavatu sapa mangalang ra khan tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá.